Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin dẫn các bạn tẩy keo. Đấy, sau khi bạn tháo xong phần chỉ này, phần chỉ bát ngắm máy này thì bạn tẩy keo. Đây, tháo trước đây bạn. Cái bát này hơi dài thì bạn cắt một đường thẳng này. Để lấy chỉ. Cái này nó nhanh các bạn. Mình tháo kia nó mất thời gian, cắt đứt như này thì mình xé nó nhanh. Đó, ra từng lớp một đấy. Vì dưới nó có bát bảo kê rồi. Đó, bát kê rồi. Đó, không sợ nó bị vào đoạn xịt ITR7. Bỡ này khỏi nó bay có gì đấy thể thấm luôn các bạn. Xịt keo à, đẩy keo này cũng bằng ED7 để cho nó bở keo ra. ED7 này nó có chất ăn mòn, thì giá quan chỉ này có rất nhiều tác dụng. Gỡ chỉ và quấn chỉ nhiều tác dụng, chế được hợp lý hơn. Vừa gỡ vừa phá vừa quấn tốc độ nhanh hơn là các bạn cầm tay. Các bạn hớt lưỡi dao như này thì nó không bị vào thân cần, bập xuống nó dễ bị vào thân cần. Đây, kinh nghiệm riêng của Hải đang chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy hợp lý thì các bạn tham khảo. Bạn subscribe kênh của Hải Đăng Fishing, theo dõi, nút theo dõi. Vậy là ok rồi các bạn. Tháo rất nhanh. Có đồ dụng cụ tháo nhanh không? Không đồ thì mất thời gian. Hơi mất thời gian một tí. Này thì ok rồi. Đơn giản không? Đăng ký kênh nhé, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hải Đăng Fishing. Sẽ chia sẻ rất nhiều kỹ thuật về câu cá, đam mê câu cá cho anh em tham khảo. Rồi, cố gắng gỡ hết cái chỉ này để tháo bát nó dễ hơn, không bị nếu mà nó chặt quá này các bạn xịt tí keo, xịt keo vào khe này nó sẽ bở ra, bát nó chặt quá để một lúc nó sẽ bở ra. Này,
thì cái R7 này nó có chất ăn mòn, không ảnh hưởng gì đến keo của cần. Bạn lau ủ một lúc thì nó sẽ bở ra. Bạn nhớ lấy cái rẻ nó có ma sát tốt như này. Bạn vệ sinh. Nó có ma sát tốt cho bạn vừa phủ keo vừa xịt này. Thì vừa ủ một lúc bạn tẩy thì nó nhanh hơn. Ngâm ủ một lúc, các bạn cứ xoay đi xoay lại nha. À, xoay đi xoay lại. Các bạn nhìn nha, gần như là sạch keo. À. Đây là vừa các bạn vừa có thời gian ủ tầm 15 phút, các bạn quay thì nó sạch nhanh. Đó, nhìn gần như sạch hết luôn. Đó, tí này quay một lúc là sạch này. Đó, các bạn nhìn nó dễ. Hơi vướng lúc làm tí, các bạn vướng máy quay, các bạn quay làm cho các bạn hay xem quay bạn xem hơi vướng. Đây bạn nhìn gần như sạch, đây chỉ là vết bẩn thôi. Gần như sạch gần hết. Các bạn cứ lấy R7 bạn lau đi lau lại mấy lần là nó sẽ sạch hết. Ok rồi. Đây cái nguyên bản cái chưa tẩy đây các bạn. Đấy, để các bạn so sánh.
Đấy, chưa tẩy đây. Và cái tẩy rồi đây. Đây mới lau qua một lần đấy các bạn. Lau mấy lần nữa là sẽ xịt vẩy mấy lần nữa là nó vòng hết, nó có độ thời gian gọi là ngựa ủ. Và thời gian ủ nữa nó sẽ bở ra hết. Đấy. Đây mới là gọi là xịt xong là lau ấy. Đấy, vừa phải đang sinh đã hướng dẫn các bạn tẩy keo bát gà máy. Đang vi sinh chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đang Fixing.